hôm nay ra cái viên viên Vũ Thu Phương nha mọi người. Đây cái viên viên Vũ Thu Phương đang nghe tôi đi, lên tường đi. Rồi hôm nay Vũ Thu Phương có đứa em ra phụ đẹp quá. Bé này nó thương hai mới về nên muốn xuống chị ơi. Buông đó. Ủa Tương này chưa để đứng đây đợi lấy đồ chiên luôn nè. Rồi cho nó bưng lại. Phương nè mọi người. Phương nè mọi người. Chửi em đó. Hello cả nhà nha. Thì nói đầu tiên xin cho bên đấy Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào của tôi với tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kinh của chị Lâm Thanh Hảo Official nha mọi người. Trời ơi, nghe cái tên của chị mà em mắc nghẹn luôn á. Là biết chị nặng ký không em mà đó, chết. Phương ơi, sắp tới 10 ngày MV gì Phương? Sắp tới đó là chuẩn bị em có đóng MV của chị Lâm Thanh Thảo đó, thì mong mọi người thương và mọi người ủng hộ chị Thảo nha, chị là ủng hộ chị em cùng đồng em đi nha. Đó hai anh gì nữa đi. Nhãi này 2 kg bắp quá. Hay là mọi người hôm nay là team của Lâm Thanh Thảo ra đây ủng hộ cho Vũ Thu Phương nha mọi người. Sắp tới thì nhóm của em chuẩn bị ra cái MV, mọi người chờ đón xem cái MV xuân nha mọi người. MV Tết miền Tây nha. Với sự góp mặt của top 5 đại sứ Hoàng Mỹ Khánh An. Còn này top 11 cộng Hạ Hân. Và cô gái đến từ Thượng Hải Vi Hồ. Cái gì? Cứ cách ly gọi mà, cứ đi làm bến về mà. Đây người đẹp. Người đẹp em sẽ là Quỳnh Anh đến từ Gành Dạ. Trời ơi, ngày nào ở bên Thượng Hải không có ăn sao mà giờ đây mua quá trời vậy. Đây người đẹp top 10 của đại sứ Hoàng Mỹ mùa đầu Yến My. Chinh phục Hoàng Mỹ Yến My. Đây là chinh phục gì Hoàng Mỹ, đại sứ Hoàng Mỹ mùa 3 chuẩn bị. Tạm biệt nha. Có tên em chắc một tiếng luôn á. Sợ gì đó em điệu quá chị. Điệu thiệt. Đây những cái phải điệu. Mọi người thấy không, tim của Thảo lúc nào người nào cũng ốm nha mọi người, rất là ốm nha mọi người, nhưng mà mọc rất là tươi nha mọi người. Riêng Thảo là không ốm nha mọi người. Em thiếu hai gì vậy? Mời nó ảnh cho chị. Sao? Ai nào ai nè hả? Em đạo gì? Cao đài ạ. Em đạo gì? Em sao cũng được. Chụp là được là chụp rồi. Dạ vô điện thoại. Mấy em ơi, mấy em ăn gì rồi chị quay vô, em có ngại không? Không, không chị ơi. Ngon. Không, mà mọi người ăn cá viên Vũ Thu Phương có thấy ngon không? Hôm nay lần đầu tiên là team đi ra đây ủng hộ Vũ Thu Phương nha mọi người. Thật sự là cá viên chiên đây ngon thiệt, đồ rất là ngon. Mà sao mà mấy con bèo trên mạng nó ác dễ sợ, nó nói ra đây bán mắc rồi gì nè, bán không có hòa đồng rồi bán là chảnh chẹ, bởi vì con đó nó hổ, nó kỳ cục cái trời, nó comment vô hình ta vậy đó. Đây là cô em này là lấy chồng ở bên Thượng Hải nha mọi người. 3 năm rồi không có về, hôm nay là về Việt Nam, phải bị cách ly 14 ngày hôm nay về tới Việt Nam. 3 năm rồi không có về Việt Nam cho nên hôm nay về Việt Nam ăn cá viên chiên ủng hộ Vũ Thu Phương. Sau thời gian dài ngưỡng mộ Vũ Thu Phương. Còn cô em gái này thì ở Campuchia. Ôi không phải, ở Gạch Giá lộn. Bên đây Thượng Hải, cái ở đây tôi lộn chi lộn. Đây là chủ của Thẩm Mỹ Viện. Chủ Thẩm Mỹ Viện ở bác sĩ Hường ở Gạch Giá nha mọi người. Thẩm Mỹ Viện bác sĩ Hường. Mọi người sắp tới mọi người nhớ ủng hộ ba của em nha. Thẩm Mỹ Viện. Đại sứ Hoàng Mỹ mùa 3. Vi Hân. Vũ Thu Phương đang chiên cá viên chiên mọi người ơi. Hôm nay Vũ Thu Phương quá đông nên Vũ Thu Phương làm biến nói chuyện luôn. Vũ Thu Phương dở chậm. Đồ Vũ Thu Phương nhập màu về đều đồ quà về quá trời nha mọi người. Đây Vũ Thu Phương đang nhập quà về. Hôm nay là nhà, để Tết tặng quà Tết nha mọi người. Cho khách quen. Em nghe nói Tết là Vũ Thu Phương ăn trên 5 ngày là tặng cú lịch với Lan Hùng Sì Tiên đó chị. Ồ vậy hả? Nếu mà không lấy lịch với Sì Tiên lấy gì? Chân dung của Vũ Thu Phương giả gái cho mọi người. Hoặc là khuyến mãi thêm mọi người mà muốn mà kinh dị thì gửi cái clip Vũ Thu Phương đang ngủ qua.
Đây là Khánh An nè mọi người. Á hậu 5 nha mọi người. Trong đại sứ quán Mỹ chỉ có Á hậu 1, Á hậu 2, này là Á hậu 5 nha mọi người. Tại vì người ta có chút vậy đây rồi. Năm hay sao? Tóc 6. Cô Năm á kêu trong bị lại với tóc 6. Rõ ràng đúng không? Ờ ok. Tao phải nói cho rõ ràng. Không có khán giả người ta tụ. Có ly nước gì ở đấy mà. Kì anh nói là top 8 luôn kìa. Top 9 luôn. Ủa nhưng mà 8 đứa mà anh cứ hai đứa hóa. Anh ơi. Còn hai là top 6, thêm 2 là 8, xong rồi thêm 1 lại là 9 luôn. Anh nói còn 2 là 8 đứa. Top 5 hoa hậu Hoàng Vũ em. Top 5 hoa hậu Hoàng Vũ. Thôi top gặt đó. À anh là top gặt. Là gặt. Dạ chị Tú thương lắm. Tôi. Phan Minh Tú. Hôm bữa đáng là em về phim của chị Tú rồi nhưng mà chị Tú không nhận em. Chị Tú full người rồi. Chị Tú full rồi đấy. Chị Tú đủ người. Năm sau nghe nói là chị Tú không có làm mentor nữa. Năm sau chị Tú không làm mentor nữa. Nhưng mà chị Tú làm giám khảo luôn. Năm sau không làm giám khảo luôn, năm sau chị Tú không có tham gia nữa. Bởi vì chị Tú nói là năm nay chị Tú tham gia chị Tú cảm thấy đau lòng quá. Nên là năm sau mình Tú không có tham gia nữa, mà năm sau là Thanh Thảo làm mấy bộ. Năm nào Vũ Tu Phương, Thanh Thảo với lại Jessica làm mentor cho mọi người. Làm gì đó. Có sao đâu nhưng mà phải sói cái một gùi này mới thi được. Nó cứ đọc giữa tiền tài của em đó chị. Một gùi, con gái với một gùi quá trời luôn. Em cần nghe nữa, quay rồi nha. Nó cũng đang nghe nữa. Năm sau chị mình là chị chị mà làm em khảo em bán nhạc đi thi. Ok. Dạ mấy anh nha, dạ dạ thịnh. Tự mà mẫu dữ trời thì thịnh luôn á. Nó ăn nhịn quá trời. Thì có ăn đấy giờ không ngon mà ăn. Vũ Thu Phương đang chiên nha mọi người. Anh ơi. Nghe nói anh coi Tết tặng. Anh là Tết không? Không phải, Tết nghe nói tặng gì. Hoa Tết. Hả? Hỏi anh coi có không? Ở đây bán Tết thì được tặng được không? Ý là con bé này nó nói là Tết nay ăn cái viên chiên của Vũ Thu Phương 100 ngàn là được tặng cuốn lịch với lại thùng nước ngọt và thùng bia phải không? Ai biết đâu. Ai biết đâu mày. Anh nghe dán cái bảng đó kìa. Đi lại ba mặt một lời đi, đang dán kìa, đi lại hỏi đi lại lên. Đi lại hỏi ba mặt một lời nè, lẹ lên. Phương ơi Phương, ba mặt một lời nè Phương. Con Vi Hồ nó nói gì Phương nè Phương. Đúng rồi em. Tặng cuốn lịch với cái gì nữa? Cuốn lịch tiên. Không, cái điểm bùm Lý Hải với cô Z. Cái đó quẹt như vậy. Không, ví dụ như ai mà không nhận cái đó thì anh nhận cái anh cũng hình của chị Vũ Thu Phương giùm em. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, thôi chết. Quẩy quẩy, chết rồi. Rồi chương trình là Vũ Thu Phương hôm nay rất là đông nha mọi người. Hôm nay là Vũ Thu Phương không có thời gian để mà nói chuyện với fan luôn nha mọi người. Và bây giờ chương trình là các team của Lâm Thanh Thảo hiện giờ là mọc tươi xanh nha mọi người. Hồi nãy đàn nhóc bây giờ là hết sạch nha mọi người. Bây giờ mình về được chưa? Ủng hộ MV mới của chị Lâm Thanh Thảo nha. Nhớ ủng hộ kênh cho Lâm Thanh Thảo official nha mọi người. Chị cái MV xuân kênh tiếp theo là ngày mấy mới xuất hành buồn lắm thôi. À, có thể là giao thừa của năm 2021 là mình sẽ phát á. Là giao thừa luôn cuối 20 đầu 20 cuối 30 đầu 1 nha mọi người. Tết miền Tây nha mọi người. Buồn lắm thôi chia tay má. Kết không, ý là kết thúc cái clip này thôi. Bắt đầu mình về mình nghỉ ngơi để chuẩn bị là mình đi quay phê, quay MV nè. Gì vậy? Lâu gì kỳ vậy? Rồi, bye bye mọi người đây nè, Yến My. Mọi người ơi, nhớ ủng hộ kênh Lâm Thanh Thảo Official nha mọi người. Ngôi nhà bơm bớm sẽ trở lại trong một ngày gần nhất nha mọi người. Và những cô bơm bớm sẽ xuất hiện trở lại nha mọi người nha. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại ngôi nhà bơm bớm. Cũng như mọi người sẽ ủng hộ MV Tết miền Tây với lại tình quê miền Tây, ủng hộ nhóm team của Lâm Thanh Thảo nha mọi người. Một lần nữa bye bye, chào mọi người. Ô la la.